Giữa bầu không khí rộn ràng và ngày càng nóng lên trước trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30, 5.000 sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tham gia đồng ca ca khúc Khát khao Việt Nam và thiết lập kỷ lục về số lượng người tham gia đồng ca đông nhất để cổ vũ bóng đá Việt Nam. Màn đồng ca lập kỷ lục với sự dẫn dắt của các ca sĩ nổi tiếng. Việc hát vang ca khúc và thực hiện những vũ đạo nhằm tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự quyết tâm, tin tưởng của các cổ động viên dành cho đội tuyển nước nhà. Sau tiết mục đồng ca, tổ chức kỷ lục Việt Nam Viking đã chính thức trao quyết định xác lập kỷ lục cho các đơn vị tổ chức, bao gồm Công ty Công nghệ Giải trí Thể thao Việt và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Việc chọn Đại học Tôn Đức Thắng để tổ chức buổi đồng diễn vì đây là địa điểm U22 chọn để tập trước khi đi SEA Games. Cái lý do và cái ý nghĩa của chương trình thì cũng giống như tất cả người dân Việt Nam, thì các bạn trẻ của Đại học Tôn Thắng cũng rất là yêu Tổ quốc, có tinh thần phụng sự Tổ quốc. Và hôm nay chúng tôi rất mà mong muốn cổ động tiếp sức hết mình cho U22 Việt Nam lấy huy chương vàng. Về việc thiết lập kỷ lục người hát đông nhất để ủng hộ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chúng tôi cũng rất vui mừng và cũng cảm thấy rất là tự hào là một trường đại học duy nhất ở Việt Nam bây giờ thực hiện được cái kỷ lục này. Tôi hy vọng là Đại học Tôn Thắng sẽ còn tiếp tục đạt được nhiều kỷ lục hơn nữa trong cả các hoạt động phong trào lẫn trong học thuật và nghiên cứu học. Dạ, em thấy trường tạo cho mình một cái sân chơi, một cái để cơ hội để mọi người cổ vũ quá là tuyệt vời chị. Không khí ở đây gọi là quá hào hứng, quá hào hứng khởi. Dạ, em đang chỉ đợi tới thời gian của đội tuyển thi đấu và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Khá là vui cho sinh viên tụi em, kiểu như là tạo cho mọi người một cái gọi là đoàn kết với nhau, gọi là trong cái không khí gọi là hết tuyệt vời nhất có thể. Mình cảm thấy rất là hào hứng và vô cùng sao? Trời, và vô cùng phấn khích khi mà hôm nay rất là đông sinh viên của trường cùng nhau hát quốc ca và cùng nhau hát đồng ca bài Khát khao Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ ở lại để cùng theo dõi trận đấu và sẽ cổ vũ cho U22 Việt Nam. Và tụi em sẽ luôn ủng hộ Việt Nam đến dù có kết quả như thế nào. Dạ. Việc chọn Đại học Tôn Đức Thắng để tổ chức buổi đồng diễn vì đây là địa điểm U22 chọn để tập trước khi đi SEA Games 30 và xem đây như một niềm may mắn cho bóng đá Việt Nam. Dù sân vận động Rizal cách xa Việt Nam tới gần 1.500 km, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều tin rằng món quà này sẽ truyền được đến với đội tuyển U22 Việt Nam.